Minasan, konnichiwa. Nhà ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đặt câu mà với mệnh đề bổ nghĩa. Có nhiều bạn nói rằng là cái này nó khó nhưng thật ra nó không khó đâu. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem qua cái video này để chúng ta nắm rõ cũng như là biết được cái cách thức mà đặt câu có mệnh đề bổ nghĩa là như thế nào nhé. Hay đầu tiên chúng ta thấy trên màn hình cái gì đây? Rồi, đúng rồi. Asoko ni onna no hito ga iru. Hay. Aoi kimono o kiteiru. Hay. Dare desu ka? Đây là ba câu phải không các bạn? Hay. Asoko ni onna no hito ga iru. Aoi kimono o kiteiru. Dare desu ka? Vậy bây giờ chúng ta muốn làm ba câu này thành một thì chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Đúng rồi. Asoko ni aoi kimono o kiteiru onna no hito wa dare desu ka? Nhưng mà bây giờ cái người phụ nữ mà đang mặc áo kimono màu xanh ở đằng kia là ai vậy? Vậy thì nguyên cái cụm là Asoko ni aoi kimono kiteiru chính là mệnh đề bổ nghĩa và bổ nghĩa cho onna no hito. Hay. Và chúng ta cùng nhau đi vào phân tích từng câu cái nhỏ 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 để biết được cấu trúc ngữ pháp câu mệnh đề bổ nghĩa là như thế nào nhé. Hay đầu tiên chúng ta sẽ có là danh từ bổ nghĩa cho danh từ. Ví dụ như là ane là danh từ, okashi là danh từ hay ane no okashi. Hay. Và ngoài ra thì chúng ta có là tính từ. Oishi là tính từ, kohi là danh từ hay oishi kohi chính là tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Và có một cái khó nữa đó là gì? Động từ bổ nghĩa cho danh từ. Ví dụ một câu bình thường mình nói là gì? Haha wa ryori wo tsukurimashita, tsukutta. Thì đó là một câu động từ. Vậy thì haha ga tsukutta ryori đó là một câu danh từ. Đúng rồi, hay. Wa nó chuyển thành ga và tsukutta ryori. Hay đây đây chỉ mới là một danh từ thôi nha các bạn. Vậy cấu trúc câu của nó sẽ là gì? Chủ ngữ chúng ta chuyển về ga, động từ chia về thể Fusuke cộng với danh từ và đó chỉ mới là một danh từ mà có chứa thành phần mệnh đề bổ nghĩa trong đó nhé. Hay. Chúng ta cùng nhau đi vào ví dụ cụ thể nào. Đúng rồi, hay. Kore wa okashi desu ne. Hay. Kore wa kareshi ga kureta okashi desu. Hay. Kore wa okashi desu. Đây là cái bánh, nhưng bánh đó là bánh gì? Đúng rồi, bánh kẹo mà được anh người yêu đã tặng cho hay kareshi. Vậy kareshi ga kureta chính là mệnh đề bổ nghĩa cho okashi. Hay. Tương tự như vậy, nhìn vào đây là chúng ta biết được đây là gì đúng không? Highland Coffee hay đây là một cái cà phê hay rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Hay. Và tương tự như vậy thì chúng ta thấy trên màn hình là gì? Đúng rồi, cà phê Highland rất là nổi tiếng ở Việt Nam đúng không ạ? Và sore wa nomitai desu. Hay. Betonamu no yume na kohi wo nomitai desu. Đúng rồi, tôi muốn uống cà phê. Và cà phê đó là cà phê như thế nào? Là cà phê mà nổi tiếng của Việt Nam. Đây. Và cái Betonamu no yume na chính là mệnh đề bổ nghĩa cho kohi. Đây. Tiếp theo là chúng ta có một cái hình gì đây? Đúng rồi, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau và cái anh áo xanh dương định hỏi gì đây? Konochi ka kuni oishi restaurant ga arimasu ka? Gần đây thì có cái nhà hàng nào ngon không? Một cái câu bình thường mình nói là gần. Konochi ka kuni restaurant ga arimasu ka? Gần đây có nhà hàng nào không? Và bây giờ anh muốn nhấn mạnh vào là nhà hàng ngon thì ảnh bổ nghĩa cho cái nhà hàng đó là oishi restaurant. Đúng rồi, oishi sẽ bổ nghĩa cho danh từ là restaurant. Và trên màn hình thì xuất hiện cặp đôi đang kết hôn đúng không? Và cô gái nói gì? À không, không hút thuốc. Vậy là gì? Tabako suwanahito to kekkon shitai desu. Tôi muốn kết hôn với cái người mà người đó là người như thế nào? Người mà không hút thuốc. Hay. Vậy thì tabako suwanai chính là mệnh đề bổ nghĩa và bổ nghĩa cho cái danh từ là hito. Hay. Qua buổi học ngày hôm nay các bạn đã nắm được là cái cách đặt câu cho những cái câu dài cũng như là có mệnh đề bổ nghĩa, thành phần mệnh đề bổ nghĩa trong đó rồi phải không ạ? Và nếu như mà các bạn có thắc mắc hay là bất kỳ câu hỏi gì các bạn có thể gửi cho đội ngũ giáo viên, chúng tôi sẽ giải thích nào cũng như là giải đáp cái thắc mắc đó. Và ngoài ra thì cô có để đường link bài tập ở bên dưới, các bạn có thể click vào đường link đó để nắm rõ hơn và cũng như là củng cố về cái cấu trúc ngữ pháp của mệnh đề bổ nghĩa này nhé. Hey, minasan sayonara, mata kondo yoroshiku negashimasu.